Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio làm một cái clip để thông báo là hàng về. Đó là hai cặp bát, đó là một cặp bát 30 và 40 của Leo Hewell chính hãng của Côn 100. Cái cấu hình này thì trong năm thì Tùng Nguyễn cũng có làm rồi. Và các bác làm âm thanh sự kiện đặt các cái mẫu này về thì khen chất âm của nó rất là hay. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio review một mẫu sản phẩm, đó là dòng bát Côn 100 từ Leo. Và loại này là côn của nó là côn 2 tầng. Với cái cấu hình của nó là hàng Leo chính hãng, hộp ngoài của Leo Hewell nó sẽ như này. Đấy, một chiếc trên một thùng, hàng chính hãng nhé. Với cái cấu hình ngày hôm nay thì các bác xem cái mẫu sản phẩm này, đó là dòng sản phẩm Leo chính hãng của Hewell. Và dòng này là côn của nó, côn 2 tầng, mã là 12LD F100C đây, 700W trên chiều kháng 8 ohm. Deep bass có đôi 4, 6, 8 cái lỗ để tỏa khí, tỏa nhiệt. Khi đánh công suất lớn thì khí nóng của côn nó sẽ thoát ra các cái lỗ như này. Đấy. Và các bác lưu ý cho em, đây là một dòng Leo, là Leo côn 2 tầng. Đối với dòng Leo côn 100 và côn 2 tầng này thì tiếng của nó là côn 100, nó rất là khỏe. Đấy, ai đi làm sự kiện mà đánh về cái dòng là lắp A-Zay và đánh nhạc DJ rất là nhiều thì các bác lên chơi các cái dòng là côn 100. Còn ai muốn thích hát nhiều hơn thì hãy lên chơi côn 76. Đấy. Leo này là côn 2 tầng các bác nhé. Với cấu hình là râu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, chạm nhún màu vàng. Cổ keo của nó sẽ đánh keo sữa. Màng của nó là màng sơn dầu gân vải tẩm dầu 2 gân. Cái con bát này của nó là cái xương của nó là xương tròn bình thường, nhưng mà nó đánh vát vát để gọi là tạo cái hoa văn thôi. Còn nó là tròn nha các bác nhé, nó là tròn bình thường. Đấy, không các bác mua thùng gen học giác về các bác sợ lại không vừa. Còn con này con 40 này, 40 thì nó cũng như 30 thôi. Đấy, nó đều là côn 100 cả. Với cái cấu hình này nếu ai đi đánh A-Zay muốn, các bác lưu ý nhá, nó là côn 2 tầng, tiếng ca của nó sẽ khỏe hơn, sáng hơn so với các dòng từ thường và từ Leo côn 100 khác hơn một chút thôi. Còn nó, nhưng mà cái độ khỏe của nó thì rất là trâu bò vì nó là côn 100. Và con này là côn 2 tầng, là hàng xịn sò, bát của nó đắt lắm, đắt xịn sò. Côn 100 này giống nhau các bác nhé, nhưng nó là CJ 30 và 40. Đấy. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio đây này, review cho tất cả các bác xem này. Đấy, ví dụ như con này là côn 100 này, con này côn 76 này, con này côn 76 Leo Bi này. Hai dòng này nó xịn lắm các bác nhá. Đây là dòng Leo Bi lục giác của xương Nexo của bên Tùng Nguyễn Radio cung cấp nhiều năm này. Các bác có nhu cầu đến côn 76 thì nó sẽ bé hơn. Côn 76 bé hơn, đây là Leo Bi. Còn đây là Leo liền khối ở bên trong, Leo của công ty Hewell sản xuất này. Đây là hai dòng này là dòng mạnh mẽ và uy lực. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyễn Radio review cho tất cả các bác cái cấu hình như 30 và 40 Leo Hewell côn 100 2 tầng. Đấy. Với cái dòng 30 xịn sò như này thì nếu như các bác có nhu cầu đến sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Radio để lên đơn và đặt hàng. Đấy. Cái đôi 40 ở đây thì Tùng Nguyễn đang bán là 4.9 triệu các bác nhé. 4.9 triệu một đôi bao ship. Và 30 thì nó sẽ là 4.3 triệu bao ship thôi. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Radio để Tùng Nguyễn gửi hàng qua đường bưu điện cho tất cả các bác nhận hàng rồi kiểm tra và thanh toán tiền. Còn hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.